Nhưng ngày hôm nay mọi sẽ mang đến cho anh em cái skin của Zerud. Đó chính là Zerud hoàng tử phế vật. À, Zerud hoàng tử phế tích. Đây là một cái vị tướng mà có được trong mình, đó là một cái skin rất đẹp. Và anh em nên nhớ rằng ở thời điểm hiện tại, cái con Zerud này này, nó chơi được ở mọi mức rank. Sử thi cao thủ, tinh anh sử thi, thần thoại, vinh quang thần thoại, đi team cũng là chơi được luôn. Và sức mạnh của Zerud ở đầu game là như nào? Đây, nó sẽ là như này anh em này. Đứng rình mồi và sau đó là nhất kích tất sát. Wow, chiến công đầu và sau đó là cái double kill. Hạ cũng đi được, đó là cặp đôi carry và kèm theo đó là Angela. Ơ kìa, ở đây là có va chạm đến từ vị trí của Aemon này. Aemon với chúng tôi chưa có level 4 mà cũng đòi cà khịa với cả gọi là hoàng tử địa hùng. Và đó là cái mạng thứ 3 của mọi trong cái trận đấu này. Đấy, cho nên là anh em đừng quá là nghĩ rằng cái con này về cuối game anh em sẽ khỏe. À, yếu anh em nha. Rồi, và đây là mỡ đang thấy có Paquito, các thành viên bên phía của team bạn đang cố mặt ở đây với Aemon và Kazita. Tuy nhiên anh em có thể nhìn thấy đúng không ạ? Bốc hơi là những cái điều mà mỡ muốn chia sẻ với anh em. I do what I want to do. Yo, what's up? Xin chào anh em đã quay trở lại với Thế Giới Mobile Legends ở channel của Tô Mỡ. Ai chẳng là như thế này anh em ạ. Khi mà Mỡ làm video clip xong ý, thì Mỡ có đọc comment của anh em tương đối kỹ. Thì ở trong cái video clip mà gần đây Mỡ vừa mới làm về cái vị tướng Yuuzhan thì Mỡ có nhận được cái comment nó mang tính chất thảo luận rất là thú vị. Đó chính là Mỡ có nói rằng là cái con Yuuzhan tuổi gì thì tuổi không bao giờ ăn được, đó là Zerud ở trong cái trận đấu solo 1v1. Đấy, tuy nhiên thì có một cái bạn vào bẫy phản bác lại Mỡ rằng là làm gì có chuyện gọi là Yuuzhan mà lại để level so với Zerud ở trong cái màn gọi là solo 1v1. Thế còn Zerud này nó có gì nó mạnh để mà gọi là cho ông Tô Mỡ ông ấy thần tượng hóa nó lên đến là như vậy. Thế thì Mỡ nghĩ rằng để mà giải thích chi tiết cho anh em thông qua lời nói thì nó sẽ tương đối khó, với cả cũng không biết rằng khi nào bạn đó online. Vậy thì ở trong video clip này thôi thì cũng lâu rồi Mỡ chưa sử dụng cái vị tướng Zerud, kể từ cái đợt mà Zerud được cho ra mắt cái skin Venom bỏ cái gì nhỉ, vụa rắn hổ mang. Nhưng ngày hôm nay Mỡ sẽ mang đến cho anh em cái skin của Zerud. Đó chính là Zerud hoàng tử phế vật. À, Zerud hoàng tử phế tích. Đây là một cái vị tướng mà có được trong mình, đó là một cái skin rất đẹp. Và anh em nên nhớ rằng ở thời điểm hiện tại, cái con Zerud này này, nó chơi được ở mọi mức rank. Sử thi cao thủ, tinh anh sử thi, thần thoại, vinh quang thần thoại, đi team cũng là chơi được luôn. Và sức mạnh của Zerud ở đầu game là như nào? Đây, nó sẽ là như này anh em này. Đứng rình mồi và sau đó là nhất kích tất sát. Wow, chiến công đầu và sau đó là cái double kill. Hạ cũng đi được, đó là cặp đôi carry và kèm theo đó là Angela. Ơ kìa, ở đây là có va chạm đến từ vị trí của Aemon này. Aemon với chúng tôi chưa có level 4 mà cũng đòi cà khịa với cả gọi là hoàng tử địa hùng. Và đó là cái mạng thứ 3 của mọi trong cái trận đấu này. Anh em đã hiểu được tại sao cái con Zerud này ở giai đoạn đầu game nó khỏe chưa ạ? Và đấy là chưa nói về cái việc gọi là anh em gọi là đi đào đình nhánh nhau ngay từ giai đoạn đầu game nha. Cái việc mà anh em ăn cái con rùa thần cũng như là những cái mục tiêu lớn với con Zerud này là cực kỳ kinh khủng và quá nhanh chóng. Thậm chí trong cái trận đấu này là Mỡ còn không cầm cái bảng ngọc sát thủ hay là bảng đấu sĩ Zerud cơ. Mỡ cầm bảng rừng. Đấy, một cái sự thay đổi về cái lối chơi đến từ vị trí của Mỡ để muốn mang đến cho anh em một cái làn gió mới ở cái vị tướng Zerud này. Còn thì nói thật với anh em, Zerud ở thời điểm hiện tại không còn gì để chê nữa rồi. Cái vị tướng này như Mỡ có chia sẻ với anh em chơi được ở mọi mức rank, cao thủ, dũng sĩ, tinh anh, rồi thì đại cao thủ, rồi thì sử thi, huyền thoại, thần thoại, vinh quang thần thoại, đi team của vinh quang thần thoại thì Zerud này cũng có thể đáp ứng được. Bởi vì nói thật với anh em, ở thời điểm hiện tại cái vị tướng Zerud này đang rất khỏe. Đáp ứng được rất là nhiều mục đích và thậm chí là solo còn không hề thua những cái vị tướng mà tưởng như là bố đời trong cái khả năng solo, ví dụ như là cái vị tướng này Yin chẳng hạn. Yin gặp Zerud là phải quỳ xuống. Còn thì nếu như mà anh em có hỏi với Mỡ là thế thì bằng cách nào hoặc lý do gì hoặc nguyên do vì sao mà cái con Zerud này lại có thể ăn được cái con Yuuzhan, nó đến từ rất nhiều kỹ năng anh em ạ. Nó đến từ cái khả năng trừ giáp của con Zerud, đến từ cái ma ảnh bộ.
nó đến từ cái khả năng trừ giáp anh em ạ. Và quan trọng nhất là cái trừ giáp của con Gyarados này nó trừ đi rất nhiều giáp. Bên cạnh đó ấy, là bộ kỹ năng của Gyarados vừa có khả năng hồi máu và vừa có khả năng dồn đam rất mạnh. Trong khi đó thì cái con Yu Zhang, mà lấy ví dụ là Yu Zhang khi mà solo với Gyarados đi, cái vị tướng này thì chỉ có duy nhất một cái kỹ năng là hất tung để mà có thể khống chế lên Gyarados. Gyarados thì ngược lại anh ta không có kỹ năng khống chế nào cụ thể cả, nhưng khả năng dồn sát thương, khả năng trừ giáp và khả năng sức đam của con Gyarados này ở level 4 là ăn đứt Yu Zhang vào bất kỳ giai đoạn nào trong trận đấu. Nếu như mà Yu Zhang muốn solo 1v1 thì chắc chắn không thể nào ăn lại được Gyarados cả. Nếu như mà hai cái vị tướng này được điều khiển bởi hai người chơi có cùng trình độ và bằng đối nhau. Đấy, mỡ nói ở trong cái điều kiện là như vậy nha. Ok, nhưng dĩ nhiên đó chỉ là những cái nhận định chia sẻ theo quan điểm cá nhân của mỡ thôi. Còn thì những cái chia sẻ và những cái đóng góp về cái việc gọi là các bạn có bảo là cái con Yu Zhang này khỏe hơn Gyarados ấy, thì mỡ hoàn toàn tôn trọng cái suy nghĩ đấy. Bởi vì mỗi người có một quan điểm riêng, bản thân mỡ cũng là nó như vậy thôi. Nhưng mỡ chưa có được một cái kiểm chứng cụ thể nào, mà mỡ chỉ có được những cái kiểm chứng thông qua những cái trải nghiệm đến từ bản thân mỡ mà thôi. Đấy thì chắc là sắp tới nếu như mà có dịp thì mỡ sẽ làm cái video clip để cho Gyarados với cả Yu Zhang solo với nhau anh em ha. Đấy, nhưng mà đó là những câu chuyện trong tương lai. Còn bây giờ quay trở lại cho cái trận đấu này đi. Mỡ vẫn đang có những cái tình huống gánh team là rất nhiệt tình. Ở đây là có Angela bật thành tẩy nhưng không thoát được mỡ. Tiếp đến là Batman nhất kích tất sát gần 3.000 đam lên bảng điểm số mạng thứ 7 của mỡ có được ở trong cái trận đấu này. Kỳ quay anh em, cái lượng sát thương mà cá nhân mỡ cho rằng là tương đối ổn đến từ cái vị tướng Gyarados này anh em ạ. Đó thì cái con Gyarados này thì bây giờ anh em hoàn toàn có thể cầm nó đi đường kinh nghiệm hoặc anh em đi rừng rất là dễ. Mà đi rừng thì anh em lưu ý những cái điểm như sau. Thứ nhất ý, là đừng quá quan tâm đến cái việc ăn đi cho mình những cái bãi quái rừng màu xanh, mà hãy ưu tiên đến những cái bãi màu tím ý. Đấy, kiểu như là bùa đỏ, bùa tím, rồi thì bùa rùa và bùa lót. Có những cái con giống như kiểu con người đá mà mỡ đang ăn anh em này thì tiện đường công tác anh em đi ăn thôi. Bởi vì cái con Gyarados này nó ăn xong ba cái bãi quái đấy là nó phải ngay lập tức đi ganh, anh em hiểu không? Chứ nó không thể nào mà nó gọi là đi farm tiếp được. Gyarados không phải là hình mẫu chất tướng gọi là ngủ trong rừng, mà Gyarados là một cái hình mẫu chất tướng gọi là đi rừng theo kiểu ăn thịt ý, anh em hiểu không? Đấy, chứ anh em đi rừng mà anh em cứ đánh nhau với mấy cái con quái rừng là lãng phí bao nhiêu sức mạnh của con Gyarados này rồi, rất phí. Và Gyarados ở thời điểm giữa game anh em này lướt lên một quyển đến từ ma ảnh bộ lần tái kích hoạt thứ hai ẳng dế la, và thế là cụ đi chân lạnh toát. Đường trên là mỡ đang thấy có carry, mỡ sẽ thử băng chủ xem anh em nhà lướt này, ma ảnh bộ lướt này, sau đó là hack não à. Ôi nhưng mà nhìn con kia ít màu ngứa mắt thế nhỉ, thế thì vào thôi. Ngứa mắt thì vào anh em ạ, cũng làm lên bảng điểm số gì căng. Đấy, không sao, tầm này chúng ta được chơi tự tin anh em. Ui, ở thời điểm phút thứ 7 mà mỡ có được 9 mạng hạ gục, và trong khi đó team bạn cũng chỉ có 9 mạng mà thôi. Đấy, sau khi mà hồi sinh xuống thì chúng ta sẽ lại tiếp tục một cái trận đấu. Nói thật ra trận đấu này căng phết đấy. Bởi vì anh em nhìn, nếu mà không có 9 mạng hạ gục của mỡ là team bạn đang dẫn đấy. Và đây sẽ là giao tranh được nổ ra 3-1 anh em ạ. Ôi tôi lại ngán các ông quá. Tôi là Gyarados hoàng tử địa ngục anh em ạ, và lên bảng điểm số ở trong cái tình huống này không bị hạ cũng được, quét sạch các thành viên team bạn để cho anh em thấy được là cái sự đáng sợ cũng như là cái ngưỡng sức mạnh kinh khủng của Gyarados hoàng tử phế vật. Gyarados hoàng tử phế tích, mỡ nhầm anh em, hoàng tử phế tích ở trong trận đấu này. Ngày xưa thì cái trang phục này thì nó có một cái tên gọi là ông thần ve chai, ôn thần ve chai, sau đó là đã được đổi tên thành hoàng tử phế tích, nghe nó hay hơn. Cá nhân mỡ cho rằng nó hay hơn và nó đúng với danh nghĩa của Gyarados ở trong cái ngoại hiệu cũng như là cái trang phục hoàng tử này hơn. Đấy, vì thế cho nên là cá nhân mỡ đánh giá là khá cao cái trang phục này của cái vị tướng Gyarados, với cái ngoại hình kèm theo đó là những cái kỹ năng và hiệu ứng rất lực đến từ cái vị tướng đấu sĩ này. Và nói thật với anh em ý, nhiều cái vị tướng đấu sĩ ở trong cái tựa game Mobile Legends này, đầu game khỏe đúng không, đến tầm giữa cuối game nó yếu. Không, cái con Gyarados này đầu game khỏe, giữa game khỏe và cuối game cũng khỏe anh em ạ. Nhờ với cái khả năng trừ giáp rất là khỏe, và kèm theo đó là cái đòn chiêu cuối nhất kích tất sát, nó có thể hạ gục đi được rất nhiều những cái mục tiêu ở trong cái phạm vi rất là rộng. Đấy, cho nên là anh em đừng quá là nghĩ rằng cái con này về cuối game anh em sẽ khỏe, à yếu anh em nha. Rồi và đây là mỡ đang thấy có Paquito, các thành viên bên phía của team bạn đang cố mặt ở đây với Eamon và Kazita. Tuy nhiên anh em có thể nhìn thấy đúng không ạ, bốc hơi là những cái điều mà mỡ muốn chia sẻ với anh em đến từ hai cái vị tướng gây sát thương phép là người chơi pháp sư đi đường giữa và người chơi đi rừng trong tay của đó là thành viên bên phía của team bạn Kazita và Eamon. Mạng thứ 12 mà mỡ có được ở trong cái trận đấu này luôn, một trận đấu mà anh em có thể nhìn thấy là một cái lối chơi rất là lấn lướt. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là càng về cuối game thì cái trận đấu này team bạn nó càng kéo lại được, và cuối game thì mỡ hơi sợ con carry anh em hiểu không ạ, bởi vì carry là nó có cho mình cái khả năng gây sát thương chuẩn, và ở đây carry mở cũng lên
carry này nhiều quả tốc biến nhạy cảm anh em nhỉ. Nhưng carry vẫn phải lên bảng điểm số và mạng hạng gục là thuộc về đó là Moscow. Phía bên này thì mỡ hạng cũng đi được đó là Kazita và mỡ có được cho mình đó là cái mạng thứ 13 trong cái trận đấu này. Mỡ bắt được vào vị trí của cái anh chàng Amon. Anh ta ẩn thân đi nhưng liệu rằng anh ta có thoát không? Anh ta chạy khá nhanh ở trong cái trạng thái ẩn thân của mình. Cái trạng thái ẩn thân của Amon rất là khó chịu. Bởi vì nếu như mà anh em không biết ý, thì cái trạng thái ẩn thân của con Amon này cho dù anh em gây đam nó cũng không hiện hình đâu anh em ạ. Dị vãi cả nồi. Không sao. Cho dù hiện hình hay không thì đuổi Amon về cũng như là hạ gục 3 thành viên team bạn thì đây cũng là cái cơ hội để mà mỡ cùng với team Annie cho mình đó là cái con lót tiếp theo ở trong cái trận đấu này. Tầm này thì không cần đến sự trợ giúp của đồng đội và với cái bảng ngọc rừng chúng ta có thể thấy được rằng bản thân Jarod này hoàn toàn có thể solo kill ăn được là rất dễ dàng anh em ạ. Và đây này, mỡ đang gọi là mong chờ một cái tình huống gọi là 1v5 á, bởi vì là mỡ đang rất khỏe và ở đây mỡ mà ba chạy. Ôi, thôi bỏ mỡ rồi, không chạy được rồi. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì Amon anh ta cũng đã bị hạ gục một cái tình huống mà Amon anh ta đuổi theo mỡ là rất giáp. Tuy nhiên là ôi thì mỡ lại đánh nhau ở đây lại thua thế nào? Sao hai ông Franco với cả Moscow làm cho con bò gì đấy? Để mỡ đứng ở đây xem nha. Sao tự nhiên lại chửi nhau rồi? Mỡ đang thấy ở đây có 4 thành viên hiếu của team bạn này không vào nha. Trong thằng kia là có, nhưng mà ở góc này lại là vào được anh em này. Đu lên đến từ cái chiều cuối nhân kích thứ sát và sau đó là hạ gục đi được carry. Tiếp đến lạ. Úi dồi ôi, không được anh em ơi. Bây giờ nhồng lên ý thì mình sẽ bị trói chân. Ở đằng sau lại có cái vị tướng Banman này. À bật phản kích nhỉ, hay là tôi lại ngại ông quá. Banman này chạy mất dép. Khả năng giảm hồi máu và cái sức mạnh của con Banman con Jarod này là quá kinh khủng. Và mặc dù ở tình huống này mỡ đã có một cái pha 1v4 vẫn phải lấy bàn điểm số, nhưng trước đó mỡ đã lôi được theo đó là Banman rồi anh em ạ. Trận đấu này là tương đối vất vả với mỡ. Và ở trong cái video clip này thì anh em có thể nhìn thấy cái set trang bị mà mỡ chia sẻ cho anh em ở đây, đó là cái đôi giày, thêm vào đó là hai cái rìu và rất nhiều những cái trang bị kháng lại cái lượng sát thương phép thuật, bởi vì team bạn có rất nhiều những cái vị tướng gây sát thương phép luôn anh em ạ. Có Amon, có Kazita, có Angela, có rất nhiều những cái vị tướng mà mỡ muốn vội quá hoàn toàn cái lượng sát thương phép thuật đến từ các thành viên bên phía của team bạn. Chứ nói thật với anh em lên nhiều máu thì cũng không ổn so với con carry anh em ạ, bởi vì carry nó là gây sát thương chuẩn và đây đang là một cái tình huống giao tranh ở thời điểm sau khi mà team mỡ ăn đi được cho mình đó là cái con lót này. Phía bên này là mỡ gặp đó là Banman, anh ta đang bị khống chế, anh ta đang bị dồn đam, mỡ sẽ lao vào để mà dồn sát thương lên. Úi dồi ôi, cái con carry khó chịu thế nhờ. Con carry nãy giờ là nó outplay mỡ 3 lần rồi đấy. Nó toàn dùng tốc biến để nó outplay mỡ anh em ạ. Chết mỡ rồi, có khi nào game này bị lật kéo không ta? Đồng hồ đã điểm sang phút thứ 18 rồi. Một trận đấu có thể nói là kéo rất dài, gần 20 phút đồng hồ và rất căng thẳng. Tuy nhiên team mỡ không mở ra được một cái cơ hội để mà end game, bởi vì team bạn cũng có đang những vị tấn đẹp rất mạnh. Và ở đây là một cái pha ném dao đến từ vị trí của Amon, anh ta hạ cũng đi được Pakito, nhưng Pakito còn có được cho mình đó là cái khiên bất tử. Và mỡ có bắt ở đây nhất kích tất sát. Amon anh ta còn rất thấp máu và anh ta lên bảng điểm số. Mỡ có được cho mình đó là cái mạng hỗ trợ thứ 11, kèm theo đó là mạng thứ 16 của mỡ trong cái trận đấu này. Tầm này chắc là end game nhỉ. Và tầm này end game thôi, chứ tầm này còn pha phủng gì nữa. 3 thằng lên bảng điểm số mà còn có mỗi con carry với cả con Angela thì thủ nhà kiểu gì. Sẽ là dọn lính thật nhanh anh em ạ. Và sau đó chúng ta vào thủ nhà. À quên mất, chúng ta vào phá nhà anh em thấy không ạ. Tốc độ dọn lính rất nhanh và sau đó lướt vào anh em này. 1 đòn này, 2 đòn này, 3 đòn này, 4 đòn, 5 đòn, 6 đòn, 7 đòn. Ủa, tốc độ phá nhà, à hay quá. Moscow phá cùng mỡ rồi. Chứ đây là toàn bộ video clip mà mỡ muốn chia sẻ với anh em về sức mạnh của Jarod ở meta hiện tại mùa giải thứ 24. Quá kỳ khủng đúng không anh em? Mà nếu anh em thấy video clip này của mỡ thú vị, đừng quên để lại cho mỡ một like và ký kênh nha. Peace.